Hello, xin chào mọi người đang xem trên kênh YouTube nha. Thì bữa nay mình đi hái lá lốt nha mọi người. Cái lá lốt này là lúc trước mình trồng á, ít thôi hả? Nhưng mà nó nở rất là nhiều mọi người ơi. Đây nè. Cái lá này thì lâu rồi mình không hái cho nên là nó bị già đi rồi. Giờ mình kiếm hái dại cái lá non vô để mình quấn với thịt bò mình nướng nha mọi người. Lá lốt này mà nướng với thịt bò là quá cháy bùi chét luôn. Giờ cùng mình hái lá lốt nha. Hôm bữa là nó mọc rất là nhiều luôn rồi, thằng em mình nó sinh hết một mớ rồi. Mình sẽ hái cái mớ này trước nha mọi người. Này, cái lá này ngon rồi. Lá này thì mình hái loại vừa vừa thôi chứ non quá thì mình quắn nó cũng không ngon đâu. Nó như vậy nè, là mình quắn vô thì cái mùi nó thơm hơn. Còn nếu mình thấy non quá thì nó không có thơm, với lại mình nướng nó bị teo chứ. Mùi thơm quá. Cái cây này là nó khoái cho mình mọc trong mát lắm mọi người ơi. Trong mát là mình thấy nó tốt lắm. Còn nếu mà ra nắng là nó không có được xanh như vậy đâu, nó hơi vàng hơn. Mà cái lá nó bị già nữa. Còn cái này là lá non cực kỳ luôn. Giờ đi xích ra phía trước này nha. Ở trong này thì nó còn ít nè. Đây. Đây. Nè, mọi người nhìn nè, cái lá nó bự rồi nè. Bự hơn cái mặt mình luôn. Lát cái gì là quắn thịt bò vô là cuốn bá cháy một chép. Cái này là nó mọc rồi tự nhiên, mình không có xịt hay là cái phân gì nha mọi người. Này là ăn là chắc lượng. Đây. Đây là cái đám hôm trước thằng em mình bớt lên, nó cắt chùi lủi hết rồi, giờ nó mới lên lại nè. Giờ mình sẽ hái luôn cái mớ này. Do lá lốt nhiều quá cho nên mình sẽ quắn hai ba lá vô một cuốn mọi người, để mình ăn lá lốt nhiều hơn, cái thịt bò của mình nó sẽ thơm mà ngon hơn. Đây đây, quá trời cái bụi này rồi. Đây cái bụi này là mọi người ơi, quá chừng rồi, quá chừng đã rồi. Đây nè, cái lá to hơn cái mặt mình luôn. Cái này là hoàn toàn tự nhiên, không có phân thuốc gì nha mọi người. Tại cái cây này là nó dễ sống lắm. Nếu mà nó mọc trong mát là nó sẽ rất là tốt. Mình không cần phải chăm sóc gì hết. Còn nguyên một đám ở phía trước luôn nha mọi người. Ở đây thì mình trồng được ba cây đu đủ nha. Cây nào cây nấy nó ấm tông ấm teo. Với con cây ớt nè. Quá hôm nay có trái rồi mọi người ơi. Được 4-5 trái. Ớt chỉ thiên nha mọi người. Đây cây nào có lấy ấm nhất thì mình sẽ ra trái nổi. Cây này ra được hai trái nè, cái mấy cái bông đang nở nữa nè, nói chừng này. Giờ mình sẽ lấy cái lá này nha mọi người. Quá chừng ngon mọi người ơi. Cái này cuốn cá cầu mà cái thịt bò chưa hết nữa.